Em mổ thịt con AKSW177 cho các bác đây. Đôi loa AKSW177 này được thiết kế với một bát 40, một chung giấy và hai tép. Em quay gần cho các bác biết nhìn này. Em nó zin từ đầu đến đít. Zin từ A đến Z luôn. Con này màng giấy gân vải tẩm dầu, gân lõm vào trong nhé. Gân vải tẩm dầu nên độ bền rất là cao. Các bạn nhìn này, bát 40 đấy, đẹp chưa? Hàng đẹp như này, đẹp thế nào nữa? Các bác cần đẹp thế nào nữa không? Quá đẹp. Con này được thiết kế với vân gỏ vỏ gỗ màu, nó màu này là màu nâu, nâu sáng. Bác nào thích màu vàng thì tất cả bây giờ nó có một số dịch vụ nó làm đẹp lắm các bạn, nó dán đẹp lắm, dán đẹp như mới luôn. Và thích còn bên em bán lo bãi thì em cứ để những màu theo của nó thôi. Các bác nào thích màu vàng hay màu gì về các bác đem đến cần em cho số điện thoại, bởi vì là họ liên hệ bên em bán hàng, em bảo em thì em không gấp cái đấy. Còn các bác nào thích giá thì em cho. Đây, còn màu của nó đây, nó là màu vân gỗ này. Đây là màu vân gỗ đúng của nó đây. Đấy, nó sáng hơn một chút đây, tầm này. Đây mới đúng này. Đấy. Nó sáng hơn chút nữa, nó đỏ, nó hơi đỏ đỏ lên một tí thôi. Các bác nào thích màu vàng thì bắt về dán. Còn sau đây em sẽ khui hàng. Đôi loa này có mức giá là 13.900.000, 13.900.000. Đây là con Akai này, có đây. Đọc số cho em này. Loa AKSW177. 177. Con này có hai tinh chỉnh. Hai cái giải tinh chỉnh này nó có tác dụng là cho các bác là nếu như có một số bác thì mua một số cái âm ly, có nhiều cái âm ly nó cái bác muốn cái giải chung hoặc giải tép nó nhích hơn hoặc nó giảm hơn mà con âm ly nó chưa xử lý hết được thì đây. Hai con này nó sẽ xử lý cho bác. Bác thích mid lên hay thích trung lên hay là thích giải nào lên thì bác tự chỉnh, được chưa? Ok chưa? Đấy. Made in Japan. Zin từ trong ra ngoài. Bây giờ em sẽ quay lòng phèo của chúng nó cho các bác xem. Em sẽ quay lòng phèo của bọn này, bác nhìn này. Cái xương loa như thế này thì các bác nhìn phải biết là nó đẹp hay nó chất như thế nào thì bác biết rồi. Không dám nói mới nhưng mà củ loa như thế này. Quá đẹp chưa? Đây. Củ loa Akai cổ đây. Con này xem nào. 36570B 2 gạch ngang, sao lại có ghi cả 2 ohm này các bác? Ôi giời, con này còn 2 ohm 50W. Các bạn. 2 ohm 50W thế thì sẽ ohm nó thấp như này em thấy lạ lạ. Đúng không? Đấy, đóng nó con DVD. Bác nhìn côn chưa? Bác nhìn côn loa chưa? Em zoom cho gần cho bác nhìn này. Đẹp chưa? Đẹp mỹ miều chưa? Đây loa đây ạ. Bác nhìn đẹp chưa? Ôi trời. Giữ em zoom như thế này cho các bác nhìn nó biết rồi gì nữa. Bác bảo bao zin bao chất cho các bác luôn. Chỉ tiếc những cái là cái phân tần không nhấc được ra. Bởi vì cái phân tần của nó, các bác nhìn này, họ đóng hộp hết này. Họ xử lý riêng một cái hộp phân tần trên này. Đấy, họ xử lý riêng cái hộp phân tần đây, nó kín hết rồi. Không nhất được để nó chung một cái hộp điều khiển volume này. Còn đây, đây là con chung, con Akai. Đấy, con chung này, chưa lau này. Các bác nhìn, em chưa lau đấy. Em này. Ô, sao con máy này. Nó vào chỗ áo bóng tối quá nên nó lấy nét liên tục, nó thay đổi. Đấy này, lau lên đẹp không ạ? Nó con chung Akai 13M70B 50W nhá. 70B này. Các nhìn chú ý hộ em này, đây 70B này. Đây cũng 70B này, được chưa? Đấy, còn đây hai tép này. Hai con tép của nó này đều Akai hết. 8 ohm. Được chưa? Một con Akai này, đây con Akai nữa này. Được chưa ạ? Bao zin tuyệt đối cho bác luôn, bao zin bao chất cho bác luôn. Con này đôi loa Akai này có mức giá là 13.900.000. Kích thước chiều ngang của thùng này, 1, 2, con này tầm khoảng độ 42 đến 43 nhé. Chiều ngang, một chiều sâu này, chiều sâu cả y căng 30, chiều cao 1, 2, 3, chiều cao 65, chiều cao 65.
vừa rồi là toàn bộ clip em test, em khui hàng giới thiệu cho các bác đôi loại Akai. Akai củ như thế này thì bác biết thì biết gì nữa. Có đẹp, có chất, chất cần nhất mua loa bãi là cần nhất ở những cái này này các bác này. Còn cái vỏ này này, các bác thích màu gì nó ra màu đấy, bác thích làm nào nó ra được cái đấy. Bây giờ công nghệ thì nó quá đỉnh rồi. Bác thích dán màu gì ra màu đấy, thích màu sang ra màu sang trọng, thích màu gì ra màu đấy rồi. Cảm ơn các bác.